c'est de changer. Lại khi đứng ngồi giờ đây thay
bằng nỗi môi dám xin gửi lại một lời cho mình. Muốn nghe nàng nói hay tình, bây giờ mới nổi tam bành mồ lên. Này này sự đã quá nhiên, tôi thì cứ sống chẳng mến đi rồi. Bao rằng đi dạo lấy người, mang về tiếc khách kiếm lời.